Giá vàng hôm nay 23 tháng 5, vàng trong nước giảm 200.000 đồng trên lượng. Rạng sáng ngày hôm nay, giá vàng trong nước giảm, mức giảm mạnh nhất là 200.000 đồng trên lượng. Hiện tại, giá kim loại quý trong nước đang niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang mua vào mức 66,6 triệu đồng trên lượng và bán ra mức 67,22 triệu đồng trên lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Giá vàng phú quý SJC niêm yết ở mức 66,5 triệu đồng trên lượng mua vào và 67,1 triệu đồng trên lượng bán ra. Vàng PNG đang mua vào mức 66,7 triệu đồng trên lượng và bán ra ở mức 67,2 triệu đồng trên lượng. Vàng Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 66,52 triệu đồng trên lượng mua vào và 67,08 triệu đồng trên lượng bán ra. Vàng thương hiệu Doji tại khu vực Hà Nội đang được niêm yết ở mức 66,6 triệu đồng trên lượng mua vào và 67,15 triệu đồng trên lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào ở mức tương tự nhưng mức bán ra thấp hơn 50.000 đồng so với khu vực Hà Nội. Giá vàng thế giới rạng sáng ngày hôm nay giảm nhẹ với vàng giao ngay giảm là 9,2 USD xuống còn 1.971,9 USD trên ounce. Vàng tương lai tháng 6 giao dịch lần cuối ở mức 1.973,8 USD trên ounce, giảm 7,9 USD so với rạng sáng ngày trước đó. Giá kim loại quý thế giới được phiên giao dịch đầu tuần chịu áp lực bán khi các biểu đồ kỹ thuật ngắn hạn yếu đi. Bên cạnh đó, sự phục hồi của đồng USD cũng tác động đến kim loại quý này. Rạng sáng ngày hôm nay, chỉ số US Dollar Index đo lường biến động đồng bạc xanh tăng và giữ trên mức 103 điểm đã lấy sức hấp dẫn của vàng đối với người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác. Đầu tuần, Neil Kashkari, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, Minis Poris, cho rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ vẫn quyết định giảm lạm phát xuống khoảng 2% hàng năm. Tuy nhiên, ông cho biết không chắc liệu Fed có tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 6 hay không. Nhìn chung, có vẻ như các quan chức Fed chưa hoàn toàn sẵn sàng từ bỏ việc thắt chặt chính sách tiền tệ. Quan điểm diều hâu vẫn còn của Fed đã kéo giá vàng xuống và đẩy USD lên cao. Chuyên gia của RBC Capital Markets mới đây cho biết mặc dù nhiều sự chú ý đang tiến và dành cho việc liệu Fed có tạm dừng vào tháng 6 hay không, nhưng cuộc tranh luận về trần nợ là chất xúc tác tài chính có thể đẩy giá cao hơn trong ngắn hạn. Chiến lược gia Erison Ennis của RBC nói rằng chính sách tiền tệ và đường lối của Fed thực sự sẽ quyết định kết quả giá vàng trong trung và dài hạn, nhưng do lo lắng về tăng và trần nợ là chất xúc tác cần theo dõi trong ngắn hạn. Thị trường vàng đã giảm hơn 100 USD kể từ thời điểm tra mức cao kỷ lục vào đầu tháng 5. Tuy nhiên, dữ liệu vĩ mô của Mỹ vững chắc đã đẩy đồng USD cao hơn và giảm bớt kỳ vọng cắt giảm lãi suất vào cuối năm và kéo vàng xuống thấp. Hiện tại, chỉ còn 10 ngày nữa là đến thời điểm khả năng vỡ nợ có thể xảy ra. Trong tuần tự trước, các cuộc tranh luận về nâng trần nợ công đã được tiến hành nhưng không có nhiều tiến triển. Với giá vàng trong nước giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kisco ở mức 1.971,9 USD trên ounce, tương đương gần 56,2 triệu đồng trên lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank chưa thuế và phí. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện khoảng 11 triệu đồng trên lượng.